Nếu mà được chọn chọn lựa một lần nữa thì anh có chọn mua cái dòng xe Corolla Atis nào? À, một câu hỏi rất là hay ha. Thực ra nói một cách chân thành là nếu được chọn lại lần nữa. Hello anh Tô, à, thì chào em em đang có một thắc mắc là tại sao anh lại chọn cái dòng xe Corolla Atis này? À, ok em, trên thị trường có rất là nhiều dòng xe ha, và anh cũng là người trong mua bán xe đó, trong làm trong ngành xe cũng khá là lâu năm, nhưng lại có duyên với chiếc xe Corolla Atis này. Theo anh nghĩ rằng cái anh chọn mua chiếc xe này vì nó phù hợp với cái sở thích và cái nhu cầu của chính anh. Anh thì cho em hỏi là nó phù hợp như thế nào? Khi mà cái thời điểm chiếc xe này nó ra đời á, anh có cảm giác như là wow, chiếc xe này thực sự là giống như nó sản xuất ra là nó dành cho mình vậy đó. Vì thứ nhất là cái nhu cầu của anh, cái sở thích của anh là anh thích đi một chiếc xe gầm thấp, chiếc sedan gầm thấp, anh là không thích gầm cao. Và cái thứ hai nữa là anh cần một chiếc xe nó trung tính thôi, nó bền bỉ, nó đáng tin cậy, nó có tính kinh tế, nó tiết kiệm. Thì đó là những cái điểm mà nó khiến cho anh lựa chọn chiếc xe này. Thì để mà hiểu rõ hơn á, thì có lẽ là anh sẽ mời em chúng ta cùng nhau đi trên chiếc xe Atis một chút xíu á. Để chúng ta cùng nhau cảm nhận những cái gì mà anh nói và anh sẽ giải thích kỹ hơn cho em. Ok. Em thấy là nhu cầu hiện nay của thị trường á là người ta luôn thích đi gầm cao, nhưng mà cá nhân anh chưa bao giờ thích đi gầm cao cả. Anh luôn thích đi những chiếc xe gầm thấp. Tại vì sao? Vì nó cho mình cái cảm giác lái rất là thích, và mình rất là an tâm khi mình chạy tốc độ cao, hoặc là khi mà mình đi đường cao tốc nè, hay là vô cua nhanh đó. Và cái cảm giác mình ngồi mình cảm thấy nó rất là tự tin khi lái. Anh, vậy đâu là cái điểm mà anh thích nhất ở cái xe này? Đối với cái xe Atis của anh thì anh cũng đã chạy hơn 43.000 km rồi. Thì nếu mà nói để hiểu một chiếc xe thì có lẽ như vậy là quá hiểu rồi, đúng không? Thì sau khoảng hơn 2 năm anh sử dụng cái xe này thì anh thấy là những cái điểm mà anh thích là đầu tiên phải nói là cái khung gầm TNGA mới. Cái khung gầm này là khung gầm toàn cầu của Toyota, và khi họ ứng dụng vô á, nó khác biệt hoàn toàn so với những cái xe ở thế hệ trước không được áp dụng cái khung gầm này. Cái độ ổn định của nó rất cao, mình đi nó rất là êm. Đặc biệt là hệ thống treo của chiếc xe này anh đánh giá rất là cao, đó là Toyota nâng cấp nó lên thành treo 4 bánh độc lập. Đó, thì đi nó rất là êm nha. Đi rất là êm, rất dễ chịu. Nó không quá cứng như là những chiếc xe Honda Civic, là nó không quá thể thao, nhưng mà đi rất là ok. Cái thứ hai nữa là cái tầm quan sát, tầm nhìn rất là rộng, chạy rất dễ. Với chiếc xe Corolla Atis này chạy rất là dễ. Anh có thể thấy là như anh lái cũng được, mà như những chị em lái cũng được, hoặc những người mới lái thì lái cũng dễ dàng. Cái điểm tiếp theo mà anh cực kỳ thích ở chiếc xe này đó chính là cái hệ thống TSS Toyota Service Center. Thì chiếc xe này được trang bị đầy đủ TSS 2.0 của Toyota. Nó có Dynamic Radar Cruise Control nè. Thì đây là tính năng mà anh thấy là cực kỳ hữu dụng, đặc biệt là khi mà anh đi cao tốc á. Thì em biết không, có những cái đoạn đường mà anh chạy suốt 100 cây số, anh đi từ Ninh Thuận vào tới trong này, đi hơn 100 cây số mà anh không phải đạp thắng và đạp ga một lần nào hết. Ngồi chơi không à. Tại vì là nó cứ bám đuôi, và mình cài sẵn vận tốc là 90 cây số giờ là cứ vậy nó chạy thôi. Nó gặp xe phía trước thì nó sẽ phanh chậm lại, rồi khi mình đánh lái mình né qua một bên thì nó sẽ lại tự tăng tốc lên. Như vậy anh không cần phải đạp ga và đạp thắng một lần nào hết. Và cái tính năng, những cái tính năng như là phanh tự động nè, tự động và tự động giữ làn đường vân vân, thì đôi khi những cái phút mà nó lơ đãng đôi khi cũng có, thì nó đã cứu cho mình những cái pha trông thấy đó. Là cái TS anh thấy cái này anh cũng rất là thích. Và tiếp theo nữa thì những cái tính năng anh thấy là nó đủ dùng, ví dụ như ghế lái thì chỉnh điện được 10 hướng nè, ở đây có phanh tay điện tử nè, tự động giữ phanh nè, rất là tiện lợi ha. Và hệ thống âm thanh thì nó có cái tính năng Apple CarPlay và Android Auto, mình xài rất là tiện, kết nối điện thoại của mình vô và có Google Maps, có nghe nhạc, có vân vân, có đàm thoại vân vân. Thì đấy là những cái điều mà anh thấy là rất là ưng ý ở trên chiếc xe này. Nhưng mà một lần nữa anh nhắc lại, cái điều mà anh cảm thấy nó ưng ý nhất đó chính là cái sự bền bỉ. Một cái cảm giác nó cho mình cái sự đáng tin cậy của chiếc xe, đó là anh cứ đi về quăng cái xe đó,
hôm sau anh lại xách cái xe đi và yeah. mình không phải cảm giác mình không phải chăm sóc chiếc xe quá nhiều. Đó, đặc biệt một điều nữa đối với những cái người mà ít tiền như anh ấy thì đó là cái chi phí sử dụng nó phải hợp lý. Thì cái xe Toyota Altis nói riêng và Toyota nói chung thì cái chi phí bảo trì bảo dưỡng nó tương đối là rẻ, đã cho nên là cũng là một cái điểm mà đáng lưu tâm. Và về cái mức tiêu hao nhiên liệu thì chạy đường trường nó chỉ loanh quanh khoảng 6 lít, là anh đi trong phố là khoảng 9 lít. Vì chủ yếu là anh đi di chuyển trong phố thì nó khoảng 9 lít hơn là đối với đường trong thành phố. Thì anh thấy như vậy cũng chấp nhận được. Với lại cho em hỏi là cái xe này thì có những điểm nào mà anh không thích không? Cũng có chứ. Tất nhiên là một chiếc xe thì không thể nào mà nó có hoàn toàn là ưu điểm được, đúng không? Nó không phải có những cái điểm mà mình không thích. Như anh thấy thì ví dụ như chiếc xe này về thiết kế ngoại thất thì anh thấy là cũng ok rồi. Nhưng mà như trong nội thất á, thì anh thấy nó cũng không có gì quá ấn tượng ha. Cái thiết kế nội thất của xe nó cũng bình thường. Anh thấy nó cũng không có được đẹp lắm nếu với cái con mắt của anh này như vậy. Cái thứ hai nữa là như em thấy là trên cái vô lăng này chưa có lẫy chuyển số trên vô lăng. Một cái tính năng nó thiếu mà anh rất là thích đó là không có lẫy chuyển số trên vô lăng. Cái thứ ba nữa là cái cảm biến mở cửa. Cái xe này nó trang bị có một bên à. Đó, có nghĩa là cảm biến mở cửa anh mở từ bên ngoài á, chỉ có một bên thôi, bên còn lại thì không có. Đó, cho nên nó cũng gây ra một vài cái bất tiện nhỏ. Như nãy giờ anh đi á, anh chở em đi á, đấy em có thấy là cái xe này nó êm và cách âm cũng rất là tốt, đúng không? Thì nó là một cái chiếc xe tuy là xe bình dân thôi, nhưng mà cái cách âm và cái độ êm ái nó rất là tốt, đặc biệt là cái xe này nó chạy rất tăng tốc, rất là mượt mà, đi rất là êm ái. Nó không có thể thao lắm đâu nhưng mà đi nó rất là mượt mà. Đấy, nó bây giờ anh em mình đã đi một vòng rồi thì bây giờ đây mình sẽ xuống và đậu lại ngay cái xe của anh đó, cái xe của anh đó. Nên chúng ta sẽ trò chuyện tiếp ha. Anh Tô, thì em hỏi nha, nếu mà được chọn lại thì anh có chọn mua cái dòng xe Corolla Altis này không anh? Một câu hỏi rất là hay ha. Chân thành mà nói thì nếu mà được chọn lại một lần nữa anh cũng sẽ vẫn chọn mua Corolla Altis này. Nhưng mà anh sẽ mua xe lướt chứ anh sẽ không mua xe mới như là lúc anh mua chiếc xe kia. Bởi vì sao anh nói là anh sẽ lựa chọn mua xe lướt mà không lựa chọn mua xe mới là như thế này, tất cả cũng vì tiền thôi em. Đấy, ví dụ như chiếc xe này là chiếc xe Corolla Altis 1.8 VI như chiếc xe của anh. Đó, đời 2023 và đi mới có 3.000 cây số thôi, mới vừa lăn bánh 3.000 cây thì nó như là xe mới mà, xung quanh từ ngoại thất vào trong nó như xe mới, em thấy lốp liếc các thứ là đều như mới đó. Bây giờ mà em mua một chiếc xe mới 2024 mới đi thì tổng chi phí lăn bánh tại Sài Gòn là nó khoảng 900 triệu, cho dù là hãng khuyến mãi giảm giá này nọ đi thì nó sẽ còn khoảng 870-880, đó là trong trường hợp có khuyến mãi giảm giá ha. Còn trong trường hợp chiếc xe lướt này anh đang chào bán chỉ có là 729 triệu thôi. Tính ra là cũng rẻ nhỉ. Đúng rồi, em thấy bên trong nội thất là y như mới luôn. Đúng rồi, em vô còn nghe mùi xe mới luôn á. Đúng rồi, như vậy là em ngay lập tức em tiết kiệm được tới 150 triệu chỉ cho một chiếc xe chỉ mới lăn bánh có 3.000 cây số thôi đó. Thì đó lý do mà anh nói là anh sẽ chọn mua xe lướt chứ không chọn mua xe mới. Vậy mà tại sao mà vẫn có người mua xe mới hơn? Lại hỏi khó anh rồi ha. Đúng rồi em, thực ra thì nó sẽ luôn có khách hàng mua xe mới và vẫn luôn có khách hàng mua xe lướt. Em biết tại sao không? Tại vì như thế này, ví dụ như em mua một chiếc xe mới đi thì em có thể vô hãng em mua bất kỳ lúc nào và em có thể lựa chọn bất kỳ màu sắc nào mà em muốn, đúng không? Ví dụ em vô hãng em nói bán cho tôi chiếc xe Altis màu trắng đi, đúng không? Nhưng mà xe lướt thì không như thế. Xe lướt thì lâu lâu mới có một chiếc và màu sắc thì nó cũng không đầy đủ màu cho khách hàng lựa chọn. Ví dụ như một khách hàng thích chiếc xe màu trắng hoặc là màu xám xanh, nhưng mà ở đây anh chỉ có duy nhất chiếc xe màu đen thôi thì anh cũng không đến được với nhau, nghĩa là cũng sẽ không bán được cho khách đó. Đó là lý do mà vẫn có khách hàng phải lựa chọn là đi mua xe mới, hoặc là có khách hàng mua xe lướt, hoặc là có những khách hàng mà đối với họ tài chính không phải là vấn đề. Đó, ví dụ như tiết kiệm 150 triệu là không quan tâm, đó, rất là nhiều tiền. Thì ok, vô mua xe mới vẫn được ha, không cần phải lăn tăn. Và thứ ba nữa là sao? Là vẫn có những khách hàng là khi mua xe lướt hoặc là xe cũ
sẽ hơi lăn tăn một chút ở vấn đề là uy tín của người bán, rồi chất lượng xe có được đảm bảo hay không. Có người bán uy tín, có người không, xã hội mà, có người này người kia, cho nên cũng sẽ có khách hàng lăn tăn. Đó là những chiếc xe nó hơi cũ thôi, chứ như chiếc xe này thì có gì đâu lăn tăn, đúng không? Đúng rồi, em thấy xe này khá là mới. Như mới rồi, thì mới 3.000 cây thì chưa có gì phải lăn tăn, nó y như mới thôi. Thì theo anh, với những chiếc xe mà siêu lướt như thế này á, thì vấn đề nó nằm ở chỗ là giới hạn về cái sự lựa chọn thôi. Cảm ơn Tôn nha, nãy giờ đã trả lời những câu hỏi thắc mắc của em. Ok em. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video nha. Hãy nhấn subscribe kênh Just Car để theo dõi những video khác nữa nhé. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.